Chào các em, chúng ta tiếp tục giải nít số 2 Vlookbook của lớp 7, vòng số 7. Những bài tập nào đã gặp ở nít số 1 thì thầy lướt qua nhanh ha, không mất thời gian nữa. Bài thi số 1, tìm cặp bằng nhau. Ta chuẩn bị một từ nháp. Rồi, 27 phần 5 đề đã cho ghi lại. 6 62 phần 55 đề cho cứ ghi lại. Rồi. Mũ 30 bằng 0. Cái gì mũ 30 bằng 0? Thì chỉ có 0 mũ 30 mới bằng 0 thôi. Như vậy là x trừ 30 phải bằng 0. Vậy là x sẽ bằng 30 các em. 1 phẩy 1 chu kỳ 27. Các em đổi ra phân số tối giản đi. 1,1 1,1 chu kỳ 27 là bằng 62 phần 55. Thì tại sao thầy lại đổi nhanh như vậy? Thì những kỹ thuật này thầy đã dạy trong khóa học V71 hết rồi các em nhé. 30. Những bạn nào chưa học khóa học V71 thì chúng ta cũng có thể đổi bằng tay như sau. Nó mất khá nhiều thời gian đó. 1,1 chu kỳ 27 thì các em sẽ nhân cho 10. 1,1 chu kỳ 27 thì các em nhân cho 10, rồi là nhân cho 1 phần 10 để nó bằng như cũ, không có gì thay đổi. Rồi sau đó 1,1 chu kỳ 27 mà nhân với 10 á thì rõ ràng nó phải bằng 11 phẩy chu kỳ 27 đó. Còn 1 phần 10 thì đứng đằng sau đợi. Tiếp tục, các em trở lại nick số 1, các em sẽ thấy 11 phẩy chu kỳ 27 thì sẽ bằng 11 27 phần 99 rồi nhân cho 1 phần 10. 11 chu kỳ à, xin lỗi, 11 27 phần 99 thì thầy rút gọn cái phần phân. 27 chia 9 được 3, 99 chia 9 được 11, rồi nhân cho 1 phần 10 ha. Tới đây 11 3 phần 11 là mình đổi hỗn số đó ra phân số, là 11 nhân 11 là 121 mà cộng với 3 nữa là 124 phần 11 nhân cho 1 phần 10. Rồi các em rút gọn phân rút gọn cái số 124 với 10, 124 và 10 thì chia cả tử và mẫu cho 2. Như vậy tử 124 mà chia đôi thì được 62. Còn số 10 chia đôi là còn 5. 5 nhân với 11 là thành 55 các em nhé. Đó. Nên nhiều em cũng chưa biết đổi đâu. Còn nếu nắm vững kỹ thuật của khóa học V71 thì các em làm ra trong tích tắc như thầy vừa nói ha. Số phần tử của tập hợp này học sinh lớp 6 nó cũng làm được các em nhé. Giá trị tuyệt đối của x. Giá trị tuyệt đối của x nhỏ hơn hoặc bằng 7 thì các em suy ra là x sẽ bằng 7 là được nè, 6 cũng được nè, 5 cũng được nè, cứ thế cho tới 0 cũng được, rồi âm 1 cũng được, âm 2 cũng được, cho tới âm 6 cũng được, âm 7 cũng được. 8 bắt đầu là không được, 8 thì giá tuyệt đối là 8 mà âm 8 cũng không được. Âm 8 giá tuyệt đối ra 8 là lớn 7 rồi. Vậy đây có tất cả là 10, 15 phần tử các em nhé. 7 với trừ 7 là 2 này, 6 với trừ 6 2 nữa này. Vậy là có 7 cặp là 14, với lại số 0 ở giữa nữa là 15. 15 phần tử các em nhé. Còn cái này, cái này nếu lười các em có thể bấm máy tính luôn cho nó xong ha. Lười bấm máy tính luôn là xong. Còn nếu biến đổi bằng toán học thì chúng ta phải biến đổi một cách trung thực như sau. Ở trên tử 6 mũ 4 thì tách ra thành 3 mũ 4 nhân cho 2 mũ 4 cộng cho 3 nhân cho 6 mũ 3 thì tôi cũng tách thành 3 mũ mũ 3 nhân cho 2 mũ 3 rồi cộng cho 3 mũ 4. Còn dưới mẫu thì chờ đợi 3 nhân cho 5 mũ 3. Rồi ở trên tử thầy sẽ dùng tính chất phân phối. Các em để ý nè,
34 nhân 24 thì để nguyên, còn 3 nhân 3 mũ 3 là thầy ghi thành 3 mũ 4. 3 mũ 4 lần cuối thầy ghi 3 mũ 4 nhân 1 cũng chả ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới đúng không? Tiếp tục ở trên tử là ba cái tích. Ba cái tích này có thừa số giống nhau là 3 mũ 4, phải lấy ra dùng chung. Tính chất phân phối các bạn. 3 mũ 4 mình nhân cho ở trong là 2 mũ 4 nè, được cộng cho 2 mũ 3 nè và cộng cho 1. Ở dưới chờ đợi. Ở dưới vẫn chờ đợi các em nhé. Rồi tiếp tục. Ở trên tử 3 mũ 4 đứng yên đợi. 2 mũ 4 thực ra là 16. 2 mũ 3 là 8, 16 với 8 là 24, 24 cộng 1 là 25. Ở dưới mẫu thầy tách ra thành 3 nhân 5 nhân 5 mũ 2. Đúng không? Ở trên tử 3 mũ 4 là thầy ghi 3 nhân 3 mũ 3 đi. Để cho các em thấy nhân tử thừa số giống nhau ở tử và mẫu để rút gọn đó mà. 3 này rút gọn với 3 này hết nè. Rồi 25 này rút gọn với 5 mũ 2 này hết nè. Vậy cuối cùng là nó còn lại ở trên tử là 3 mũ 3 thôi, ở dưới mẫu còn 5 thôi. Như vậy kết quả sẽ còn lại là 27 phần phần 5. Đáp án cuối cùng 27 phần 5 các em nha. 27 phần 5. 15 người ta cho. Rồi, chu kỳ của số này thì là số 6 thôi. Trời. Tính lừa mình. Chu kỳ là cái phần nằm trong mặt đơn các em nhé. Chu kỳ là 6. Rồi ta lấy 6, 6. 27 phần 5, 27 phần 5. 62 phần 55, 62 phần 55. Rồi cái này với cái này. Dạ, cái này với cái này. Xong các em nhé. Các em muốn tham gia khóa học của thầy thì nhớ trang web buồnnguyenluận.wordpress.com các em nhé. Nhấp vào dòng khai giảng các khóa luyện thi. Đó. Hiện tại thầy rất là cảm ơn rất nhiều các em học sinh trên toàn quốc ở rất nhiều tỉnh thành đã đăng ký học cái khóa khởi đầu của thầy 6, 7, 8, 9 rất là đông. Chứng tỏ là kiến thức của thầy truyền tải tới các em đã được các em tiếp nhận và lan tỏa. Sắp tới thì thầy sẽ mở rộng nhiều cái khóa học hay hơn nữa. Thì hy vọng là sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của các em ha. Các em đăng ký thì theo hướng dẫn cái video trên mạng này. Chứ nhiều em là không có chịu đọc hướng dẫn cho kỹ, là cứ điện thoại tới điện thoại lui. Tốn tiền điện thoại lắm các em ha. Tiền học phí chúng ta đã tốn rồi nè, 100.000 rồi nè. Nhưng mà các em cũng lưu ý là học phí này dành cho cả khóa học đó ha. Tập hợp các bài giảng là một khóa học đó, chứ không phải là mỗi tháng mới đóng chừng này đâu ha. Cách đăng ký rất đơn giản gọn nhẹ và phải có Gmail các em nhé. Nhiều bạn không có Gmail mà dùng Yahoo hay là cái mail khác là không có học được. Và cách tạo Gmail thầy hướng dẫn đây rồi. Chúng ta qua bài tập số 2. Rồi. Số học sinh của 4 khối 6, 7, 8, 9 thầy lần lượt gọi là A, BM, CM và DM. Khối 6 là AM, khối 7 BM và khối 8 CM và khối 9 là DM. Tỷ lệ với 12, 11, 19 như vậy là A trên 12 sẽ bằng B trên 11 và sẽ bằng C trên 10 và sẽ bằng D trên 9. D trên 9. Rồi như vậy là A là 12 phần, B là 11 phần, C là 10 phần và D là 9 phần. Vậy tổng số phần là A cộng B cộng C cộng D là tổng số học sinh đó. Tổng số phần là 12 cộng 11 cộng 10 cộng cho 9 ha. Cái này là bài toán quá cơ bản rồi kìa. Ở trên tử là tổng số học sinh 4 khối thì nó ra 630. Ở dưới là 12 cộng 11 cộng 19 thì bằng 42. 630 chia cho 42
thì bằng 15 kia. 15. 15. Ở đây người ta bắt tính gì? Ta bắt tính tổng số học sinh khối 7 và khối 8. À, tức là B cộng C đó. Bây giờ B thì bằng 15 nhân 11 em nhé. Còn C thì bằng 10 nhân 15. Như vậy suy ra là B cộng C là bằng 15 nhân 11 là bằng 165. Còn C là 150. Vậy kết quả là bằng 315. 315 em. Đây, đáp án này. Hai góc cùng phụ với một góc thứ ba thì bằng nhau. Đó chính là cái này. Cùng phụ tức là cùng cộng với góc thứ ba cho ra 90 độ đó. Thì giả thiết của định lý đó là này. Hai góc cùng phụ với một góc thứ ba thì bằng nhau. Vậy là góc thứ nhất và góc thứ hai là góc B và góc C đó. Còn góc thứ ba là A đó thôi. Và kết luận dẫn tới là góc B sẽ bằng góc C. Cái định luật này các em sẽ dùng rất nhiều từ giờ cho tới lớp 12 ha. Tiếp tục. Không có đem điện thoại. Má đi chợ. À. Bảy. Bảy trên năm nhân n. Tìm n để cho kết quả chia phân số 7 phần 5 nhân n ra số phân vô hạn tuần hoàn. Số nguyên tố em lấy số 2 thử coi. 7 chia 10 thì ra 0,7, như vậy là số thập phân hữu hạn là không được rồi. Giờ tới số 3 là 7 chia cho 15 ra số thập phân vô hạn tuần hoàn kìa. Vậy số 3 là được ha. Số 3 là được nè. Số 5 coi được không? 7 chia 25 ra hữu hạn rồi. Vậy tới số 7. 7 chia cho 35 thì ra 0,2, giờ không được, chỉ có số 3 thôi. Chỉ có số 3 là thỏa thôi các em. Vậy là đáp án này thôi ha. Phân số nào biểu diễn số thập phân này? Như vậy đó chính là cái số 2, chu kỳ 4, 3, 2. Thì nếu các em dùng kỹ thuật thầy dạy ở trong khóa học V71 thì ra rất nhanh ha. Nó chính là phân số biểu diễn số phân này. Và nếu các em mà làm lụi á thì các em chỉ chọn một trong hai đáp án này thôi. Chỉ có hai đáp án này mới là phân số thôi mà. 90 chia 37. 90 chia 37 là đáp án đó. Còn 89 chia 37 là không có ra như vậy. Nó ra 405 chu kỳ. Cái này các em. Còn hai này đâu phải phân số đâu ha. Nó chính là bằng 90 trên 37. Rồi cái này vẽ hình cẩn thận, đừng chủ quan. M vuông góc với N. N với P vuông góc. Rồi nếu M vuông góc Q, nếu M vuông góc Q, vậy các em vẽ thêm hình đi. Các em vẽ Q vuông góc với M thì P vuông góc Q. Đúng rồi. Cái này đúng luôn này. Mới cái đầu tiên thấy đúng. Nếu Q mà vuông góc với M thì lập tức là P vuông góc Q liền. Còn nếu P song song Q
vẽ thêm quy song song vô cái hình ban đầu thì m vuông góc quy là sai, m song song quy mới đúng. Đây cái này kia, các em vẽ hình ra các em sẽ thấy cái này đúng rồi. Bài này hình như thầy đã giảng ở cái nick số 1 rồi, các em giảng cái nick số 1 rồi. Bây giờ cũng biết là giảng chưa nữa, thầy giảng nhiều cái quá thầy không nhớ. Thôi thầy giảng lại. Giá trị đối của 2x trừ 2 cộng cho giá trị tuyệt đối của 2x trừ 6 thì thầy ghi là 6 trừ 2x cũng được. Thì cái này nó lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của 2x trừ 2 cộng cho 6 trừ 2x. Cái này mình áp dụng là giá trị tuyệt đối của A nè cộng cho giá trị tuyệt đối của B nè thì luôn luôn lớn hơn bằng giá trị tuyệt đối của A cộng cho B. Này là cái định lý rất quan trọng xuyên suốt từ giờ cho tới lớp 12 các em nhé. Ở đây A lớn tính là 2x trừ 2, còn B lớn chính là 6 trừ 2x nè. Mà giá trị đối của 6 trừ 2x là cũng bằng giá trị đối 2x trừ 6 thôi các em nhé. Hai số này đối nhau mà. Thì các em cứ thử đi, giá trị đối của 5 trừ 3 thì cũng bằng giá trị đối của 3 trừ 5 thôi. Ở nít 1 thầy có lấy ví dụ rồi. Rồi, các em nhìn cái bên này. 2x mà bị trừ 2 rồi sau đó lại bù lại 6 thì coi như là 2x được bù 4, nhưng mà cuối cùng lại bị trừ 2x thì cuối cùng thực ra chỉ còn 4 mà thôi. Mà 4 đó tính giá trị đối xong thì cũng ra 4 à. Vậy tóm lại là cái này luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 4 nha. Tổng hai giá trị đối này luôn luôn lớn hơn hoặc thấp nhất là bằng 4 chứ không thể thấp hơn được. Trong khi đó người ta lại đòi hỏi là tổng hai cái này là phải nhỏ hơn 4. Chuyện đó là chuyện không thể. Đúng không em? Cũng giống như là bắt một người đàn ông đẻ con vậy đó. Đó, tổng hai giá trị tuyệt đối này thì luôn luôn lớn hơn hoặc thấp nhất là bằng 4, đó là chân lý rồi theo cái định luật này. Nhưng mà người ta lại đòi nhỏ hơn 4 thì chuyện đó không thể nào xảy ra. Như vậy là không bao giờ có số nguyên ít mà làm cho tổng hai cái này nhỏ hơn 4 đâu các em nhé. Ta chọn đáp án là không. Tiếp tục. Cái dạng bài này thì ta gặp rất nhiều ở trong khóa học V71 của thầy rồi đúng không? A phần 3 là bằng B phần 4. Đồng thời B phần 3 là bằng C phần 5. Như vậy giờ ta sẽ kết nối hai cái tỷ lệ thức này lại thành một dãy các tỷ số bằng nhau. A phần 3 bằng B phần 4 thì thầy nhân mỗi bên cho 1 phần 4. Xin lỗi, 1 phần 3. Bên trái nhân 1 phần 3 và bên phải cũng nhân 1 phần 3. Còn cái tỷ lệ thức thứ hai thì thầy nhân hai bên cho 1 phần 4. Rồi giờ các em nhìn lại đi. A phần 3 mà nhân 1 phần 3 thì ra A phần 9. B phần 4 mà nhân 1 phần 3 thì ra B phần 12. B phần 3 mà nhân 1 phần 4 thì ra B phần 12. C phần 5 nhân 1 phần 4 thì ra C phần 20. Như vậy là A phần 9 bằng B phần 12. Đồng thời B phần 12 lại bằng C phần 20. Vậy ta kết nối được rồi các em. Ta kết nối được rồi. Ba cái này sẽ bằng nhau. A phần 9 bằng B phần 12 và bằng C phần 20. Đó đây, đáp án nó nằm đây nè. Bài này khó nha. Bài này rất khó.
Rồi, bây giờ thầy hướng dẫn bài này. Bài này nếu đi thi mà bị áp lực thời gian, các em có nhiều cách làm lụi lắm ha. Nhưng mà ở đây là ta đang bồi dưỡng, thầy không có khuyến khích việc đó. Giá trị tuyệt đối của A trừ cho giá trị tuyệt đối của B, thêm một định luật nữa các em nhớ đời cho thầy, thì luôn luôn bé hơn hoặc bằng, luôn luôn bé hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của A trừ cho B. Chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn các em. Dấu bằng xảy ra khi, để thầy coi. Dấu bằng xảy ra khi AB lớn hơn bằng 0. Đúng rồi. Khi AB lớn hơn bằng 0, tức là A và B cùng dấu á. Bây giờ ta áp dụng vô đây. Hai lần giá trị tuyệt đối của x trừ 1 thì ta lấy số 2 thì nhân vô luôn. Và thành 2x trừ cho 2. Rồi trừ cho giá trị tuyệt đối của 2x trừ 5 thì nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của 2x trừ 2 rồi trừ cho 2x trừ 5. Cái kem tính ở trong ngoặc. Ở trong giá trị tuyệt đối này thì các em để ý là 2x trừ 2 rồi phá giá trị tuyệt đối, phá phá ngoặc đơn ra, đằng trước ngoặc là dấu trừ thì bên trong phải đổi dấu các em nhé. Tiếp tục. Tiếp tục thầy sẽ có là 2x trừ đổi chỗ, trong một tổng đại số ta có quyền đổi chỗ mang theo dấu nha. Ta đổi trừ 2x ra đây, trừ 2 cộng 5 ra đằng sau. Vậy cuối cùng là 2x trừ 2x này là hết nè. Còn trừ 2 cộng 5 thì nó thành 3. Giá trị đối của 3 ha. Mà giá trị đối của 3 thì thực ra là cũng bằng 3 thôi. Tóm lại là cái này nhỏ hơn bằng 3. Nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 3. Luôn luôn nhỏ hơn hoặc thấp nhất bằng 3. Mà muốn xảy ra dấu bằng thì các em tuân thủ cái định luật trên này ha. Muốn xảy ra dấu bằng thì ta cần cái gì? Dấu bằng khi A nhân B là không âm. Tức là 2x trừ 2 nhân cho 2x trừ 5 là lớn hơn hoặc bằng 0. Rồi. Như vậy là các em sẽ chọn đáp án nào đây? Giải cái này các em chưa học gì. Như vậy là 2x trừ 2 với lại 2x trừ 5 phải cùng dấu các em. Thì một là 2x trừ 2 hết thời gian rồi. 2x trừ 2 lớn hơn bằng 0. Rồi 2x trừ 5 cũng lớn hơn bằng 0 luôn. Thì nhân lại nó mới ra lớn hơn bằng 0 ha. Vậy là 2x sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 thì trừ nó mới ra lớn hơn 0 được. Ở dưới là 2x lớn hơn bằng 5. Rồi một cái lớn hơn 5, một cái lớn hơn 2, vậy suy ra là phải lớn hơn 5 rồi. Đúng không? Vừa lớn hơn 2 vừa lớn hơn 5 thì suy ra lớn hơn 5 thôi. Lớp 7 cho bài này khó quá. Thì cuối cùng x sẽ lớn hơn bằng 5 phần 2 các em. Còn một tình huống nữa là âm á. 2x trừ 2 nhỏ hơn bằng 0 cũng được nè, nằm ở đây đề bài không đề cập. Không có đáp án nào nhỏ hơn hết. Vậy ta lấy đáp án này đi ha. Cuối clip thầy sẽ hướng dẫn kỹ thêm. Viết dưới dạng phân số tối giản 2,2 chu kỳ 35.
Sắp tới thầy sẽ làm cái khóa học mới nữa, thì trong khóa học đó thì thầy sẽ nói kỹ hơn về cái vấn đề bất đẳng thức hiệu trị tuyệt đối này. 2,2 chu kỳ 35 thì mẫu của nó các em thực hiện kỹ thuật ở trong khóa V71 đổi ra thì mẫu của nó sẽ là 990. Rồi ta còn một bài nữa. Bài này có 3 phút, thầy làm nhanh bằng hình vẽ ha. Rồi ta vẽ nhanh cái hình kia, không có nhiều thời gian đâu. Góc XOY lấy điểm Y trên TOS rồi vẽ TOY kẻ TIM song song, hình như nước đầy phải không, rồi vẽ TIN vuông góc với OY. Rồi đây là điểm O, rồi có điểm X, có điểm Y, có điểm Y ngắn, rồi có M, có N, O đây các em, X đây, Y đây, Y đây, kẻ TIM song song với OY, IN vuông góc với lại IN vuông góc với OY. Rồi ok, góc 50 độ. 50 độ là góc XOY đây. Khi đó hiệu số đo giữa góc OIM, OIM là góc bự này các em, OIM thì các em thấy nó bằng 130 không? Biết vì sao bằng 130 không? Góc OIM là bằng 130. Lý do rất đơn giản là nó là góc trong cùng phía với cái góc 50 độ á. IM song song với OI thì góc 50 độ với lại góc OIM là góc trong cùng phía thì bù nhau, vậy là OIM sẽ bằng 130 ha. Rồi góc OIN, góc OIN là góc này thì nó bằng 40 độ thôi, nó bằng 40 độ cái tam giác này vuông nè, cái tam giác OI gì đó chỗ này chưa đặt tên nè, là tam giác vuông mà đây 50 độ rồi thì lấy 90 trừ 50 đây ra 40 ha. Như vậy là lấy góc OIM trừ cho góc OIN tức là lấy 130 độ trừ cho 40 độ thì nó sẽ bằng 90 độ. Mà đề này hình như cũng lãng xẹt các em. Hai đường này song song nè. Đường thứ ba vuông góc ở dưới thì cũng vuông góc ở trên. Mà vuông góc ở trên thì nó bằng 90 độ chứ. Tính toán chi cho nó mệt đúng không? Để hỏi mình khá rắc rối rối rắm ha. 90 độ các em nhé, chính là góc MIN. Như vậy ta đã hoàn thành xong bài giải số 2, bài thi số 2. Nhớ trang web của thầy và cách đăng ký hoàn toàn bằng video hướng dẫn kỹ càng. Các em tham gia sớm để có cơ hội đậu vào vòng trường, để tiếp tục đi ở vòng huyện, vòng tỉnh để nâng cao kiến thức kem. Chứ từ vòng trường mà rớt thì buồn lắm ha. Phân số nào viết được dưới dạng thập phân vô hạn tuần hoàn thì cứ lấy máy tính chia thôi. Thầy thì thầy đoán là 15/35, bởi vì thầy nhẩm thầy thấy 35 hình như nó chia hết cho 7, mà 7 là số nguyên tố khác 2 và 5. Đúng luôn. Đó là phân số 15/35 kìa. 15/35. Phân số 17/11 thì kém lấy 17 chia 11 thôi. Nó ra chu kỳ là 54. Khóa học V71. Những cái việc này là việc rất nhỏ ha, làm trong vòng 7 nút nhạc là xong ngay. Được viết dưới dạng số phân vô hạn có chu kỳ là 54. Câu khó đi, gặp câu khó đi, câu dễ quá. Khó đi nào.
Bài này thì ta dùng kỹ thuật V71 đã học để giải luôn. Như vậy là đáp án đã có. Bây giờ thầy hướng dẫn bằng toán học đi, chứ để các em mất kiến thức cơ sở toán học nó cũng dở lắm. B bằng 0,12 chu kỳ nhân cho 9 cộng cho 0,90 chu kỳ. 0,12 chu kỳ thì sẽ bằng 12/99 rồi nhân cho 9 cộng 0,90 chu kỳ là bằng 90/99. Rồi giờ các em cộng tử giữ mẫu thì nó sẽ bằng là 12 × 9 + 90 là bằng 198 nha, phần 99. Rồi rút gọn phân số này bằng 2, đáp án bằng 2 nha. Cái này bấm máy không có ra đâu kìa, em bấm máy đai liền, sai liền. Bằng 2. Hãy tham gia khóa học V71 ha. Thì cách thức đổi và cách thức những cái phản xạ đổi nha, là thầy đã dạy rất là kỹ càng và có nhiều bài tập liên quan nữa. Cho hai đường thẳng A song song B, các em có thể vẽ hình. Hy vọng nó là câu khó đi. A song song B nè. Trên đường thẳng A lấy A và C nè. Sao cho AC 12. Lấy điểm B trên đường thẳng B. Sao cho góc ABC bằng 80 độ. ABC bằng 80 độ. Biết số đo góc BAC. BAC hơn số đo góc BCA là 20 độ, tính góc BAC. Ủa vậy cho 12 cm làm gì trời? Đề này hay cho giả thiết nhiễu quá kìa. Đề hay cho giả thiết nhiễu quá. Rồi cho hai đường thẳng A và B song song, thầy vẽ hai đường thẳng A B song song ha. Rồi đã xong hai đường thẳng. Trên đường thẳng này thầy lấy 2 điểm. Đường thẳng dưới lấy 1 điểm. Rồi đặt tên này. A B C. Đường thẳng A, đường thẳng B. A đây, B đây. Rồi lấy điểm B trên đường thẳng B, sao cho góc ABC bằng 80. Đây 80 độ. Rồi góc BAC thầy không biết bao nhiêu độ hết, thì thầy gọi là x độ đi. X độ đi ha. Rồi góc góc BCA thầy cũng đâu biết bao nhiêu đâu, thầy gọi là y độ đi. Các em, y độ. Đây là x độ nè. Đây là y độ ha. Số đo góc BAC hơn số đo góc BC là 20. Như vậy là x độ hơn y độ là 20 đó. Như vậy là mình sẽ có cái công thức sau đây. X trừ y bằng 20. Đã đề cho. Đồng thời x cộng y là sẽ bằng 180 độ. Trừ đi 80 độ là bằng 100 độ. Như vậy nó trở về bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu cho em. Tổng của x cộng y là bằng 100 độ. Định lý tổng ba góc em nhé. X cộng y cộng 80 là bằng 180. Mà đây 80 thì x cộng y sẽ là 100 thôi. Tổng là 100, hiệu là 20. Người ta bắt tính góc nào? Bắt tính góc BAC đúng không? BAC là bắt tính x đó. Mà x là số lớn đúng không? Lấy tổng cộng hiệu chia đôi. 100 cộng 20 là 120, 120 chia đôi là 60. 60.
Vậy bài này người ta cho giả thiết AC bằng 12 cm là giả thiết là gây nhiễu, gây rối ha, chứ không có tác dụng gì trong quá trình giải ấy. Giả sử người ta bắt tính góc Y thì nó sẽ bằng 40 độ thôi nha. Góc Y độ, góc ACB ấy. Đọc lại đề coi có sai chỗ nào không nè. A song song B, rồi lấy A và C trên nền A, rồi lấy điểm B, rồi ok. Rồi, được rồi, 60 độ chính xác luôn. Ồ, cái này thì dùng kỹ thuật trong khoa học V71 thôi. 1,12 chu kỳ 6 là bằng 169/150. 169/150. Còn em nào mà vẫn trung thành với toán biến đổi ở trên lớp á thì sẽ mất rất nhiều thời gian nha. Thầy cũng tranh thủ thầy hướng dẫn luôn. 1,12 chu kỳ 6 thì sẽ bằng 1,12 chu kỳ 6, thầy nhân thêm 100, rồi thầy nhân thêm 1% thì nó cũng bằng như cũ à, đâu có chết chóc ai đâu, đâu có ảnh hưởng tới hòa bình thế giới đâu, đúng không? Được, cái này nhân lại, hay nhân lại thì dấu phẩy dời qua bên phải hai chữ số là thành 112,6 chu kỳ, rồi nhân cho 1%, rồi 112,6 chu kỳ sẽ bằng 112,6/9, rồi cũng nhân cho 1% chờ đợi. Mà 6/9 á, 6/9 thay đổi thành 2/3 đi cho nó gọn. Rồi đổi hỗn ra phân, 3 × 112, 3 × 112 được cộng cho 2 trên tử nữa là bằng 338 338. Còn ở dưới là 3 × 100. Như vậy là ta rút gọn nè, ở tử 338 mà chia cho 2 là được mấy? Là bằng 169 ha. 169. Còn ở dưới mẫu là 100 chia đôi là 50 nhân 3 là 150. Không, tốn khá nhiều mồ hôi và nước mắt. Trong khi đó dùng kỹ thuật của khoa học V71 ta ra lâu lắm rồi và tiết kiệm rất là được nhiều thời gian các em nhé. Rồi. Các em nhớ đăng ký khóa học V71 càng sớm càng tốt để tiếp thu tất cả những bí quyết thủ thuật và cơ sở toán học làm V-Lombic hiệu quả nhất. Và sắp tới thầy sẽ mở thêm nhiều khóa học nữa để luyện thi vòng trường, vòng huyện, vòng tỉnh, phần đại số nè, phần hình học nè, phần số học nè. Và thậm chí ngay khi kết thúc thi V-Lombic thì thầy sẽ mở những khóa học nâng cao, bồi dưỡng thêm, kiểu giống như học thêm trên mạng đó, để cho mùa hè này chúng ta đỡ chơi quên chữ ha. Lúc đó các em có hứng thú thì nhớ ủng hộ thầy cái khóa học đó ha. Rồi, hẹn gặp các em ở nick số 3.